Em Minh chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh của xe đạp giá xỉ. Có cái mẫu S3000. Em quay cũng nhiều rồi nhưng mà cái màu đen nhám này em chưa quay cho mọi người. Trong cái dòng series Canli S thì S3000 này là cái màu nhám. Chắc là màu nhám duy nhất đấy mọi người. Cùng con S5000 thì có màu nhám đen. Còn đây là S3000 đen. Khá là đẹp, xe cực kỳ là khỏe. Chắc chắn mọi người cùng tham khảo với em cái mẫu này nhá. Cái mức giá của nó thì chỉ rơi vào tầm khoảng 5,1 triệu đến 7,1 triệu thôi. Thì mọi người có cái tầm tiền tài chính như vậy thì mọi người tham khảo mẫu này. Em thấy bán khá là chạy. Canli S3000. Sang tháng mới thì em Minh tặng quà như này nhé mọi người nhé. Thì em tặng gọng nước, bình nước này. Rồi bên trong là một chai nhớt này. Một cái đèn nháy đằng sau này. Một nón bảo hiểm nhé mọi người nhé. Nón bảo hiểm em Minh có tổng cộng là 8 màu. Số lượng cực kỳ nhiều. Mọi người mua hàng thì lúc nào cũng được tặng như này. Một món, hai món, ba món, bốn món và năm món. Đấy. Giá thì em Minh bao ship tận nhà rồi. Giá bao ship tận nhà. Canli S3000. Màu nhám này xe khá khỏe. Size thì 46-48. Em có đủ tất cả các màu đấy. Nhưng mà màu đen nhám này em chưa quay cho mọi người. Quay cho mọi người xem chi tiết cái màu này. Màu sắc thực tế. Thì chiếc này là dòng Touring mà nó sử dụng thắng gom mọi người nhé. Thắng gom không phải là thắng đĩa đâu. Xe khá chắc chắn. Nhưng mà nó Canli này nó đi vào cái dòng trung cấp. Trung cấp khá. Thế nên là tầm tiền này của nó thì nó lắp thắng radius. Thắng radius. Thắng gom. Nguyên một cây luôn là tay thắng và ngàm thắng đều là radius luôn, một bộ luôn mọi người. Về bộ đề thì Bộ đề là nó dùng Shimano 8 tay rời và 3 đĩa nhé mọi người. Chạy 3 đĩa. À, cái này là Shimano này, tay đề Shimano này. Cùi gạt đĩa cũng là Shimano Tonei và được cả giò dĩa Shimano luôn. Giò dĩa Shimano luôn, 3 đĩa. Cùi đề lip là Shimano Tonei 8 lip. Lip được luôn là lip thả của Shimano 2468. Tiếp thả của Shimano. Rồi sên thì khả năng là sên bình thường mọi người. Sên thường, sên bình thường. Cái tiếng kêu của cối thì nó kêu nhẹ nhàng như này thôi mọi người này, nhẹ nhàng. Kêu nhẹ nhàng. Vỏ đi quả vỏ là gai ít thôi. Gai ít nhưng mà 700x28C là dòng Touring, là dòng Touring chuẩn rồi. Đi đi đường cơ bản, đường đẹp, đường bê tông đi vẫn được, đường nhựa đi cũng được, đường phố đi được. Vỏ nó là vỏ Kenda nhé mọi người nhé. Niền này là niền nhôm. Niền nhôm này là 3 phân, 2 lớp 3 phân. Vỏ Kenda. Xe thì dáng này em thấy đẹp. Dáng này rất là đẹp. Không có mối hàn. Không có mối hàn đâu mọi người. Và đi dây âm ở bên trong. Được một cái nữa là cái càng của con S3000 này thì nó lại là càng nhôm. Còn con S2000 giá thấp hơn thì là càng thép nha mọi người nhé. Đây là được càng nhôm luôn. Tức là con này là nhôm nguyên cả cây rồi. Đùm của nó là đùm bạc đạn. Đùm bạc đạn đấy mọi người. Con này là đùm bạc đạn nhỉ? Đùm bạc đạn đúng không? Đùm bạc đạn mọi người. Đùm bạc đạn trước và sau. Thì đương nhiên nó sẽ đi với cái trục cốt giữa này cũng là bạc đạn mọi người. Cái đùm bạc đạn đấy. Chớn quay rất tốt nha mọi người. Quay nhẹ cái nào nó cứ quay này thôi. Đấy. Về yên. Yên thì
mẫu thể thao, nhưng nó lắp mấy cái yên này thì chỉ để cho nó đẹp thôi mọi người, đẹp thôi chứ còn ngồi này thì sẽ không êm đâu. Mọi người có thể mua cái bọc yên hoặc mặc cái quần, hoặc là thay thế cái yên khác thì em đều có bán cho mọi người. Nó nguyên bản thì là nó là như này, nguyên bản là như này. Vậy tổng cộng lại là chiếc này giá bán thì tầm 5 triệu mốt đến 7 triệu mốt. Mọi người có cái tầm tài chính đấy thì mọi người mua mẫu này em thấy khá ok. Được tay đề Shimano là 1 này, gạt đĩa 2, giỏ dĩa 3, líp 4, cùi để líp là 5, rồi 5 món Shimano. Thắng thì được thắng Radius, thắng Radius khá tốt mọi người. Radius là thắng làm khá tốt, nhôm khá tốt rồi, vỏ Kenda 700x28C rồi, và được bạc đạn. Chân trống thì có sẵn theo xe luôn, và quà em Minh tặng là trong đấy có cả nón bảo hiểm nhé mọi người, Canly S3000. Em mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ qua số của em 0706198999, hoặc ghé trực tiếp 98-11 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. À, S3000 này còn một cái màu xám nhãn nữa, em nhầm nhé, em xin lỗi mọi người. S3000 là có màu màu xanh này, màu xanh xám nhám này, rồi đen nhám này, và một màu nữa là màu trắng bóng, đen nhám, xám nhám và xanh bóng nha mọi người nhé. Đấy, mọi người có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với em cảm ơn mọi người.